Xin chào mừng quý vị và các bạn đang xem chuyên mục chất lượng cuộc sống trong chương trình bây giờ và ở đây và tôi là bác sĩ Nguyễn Quỳnh Ân. Chuyên gia bác sĩ Nguyễn Quỳnh Ân, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng kiến thức chăm sóc da bệnh lý và trẻ hóa làn da trực thuộc Viện khoa học và quản lý y tế. Quý vị khán giả thân mến, và ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ cùng với tất cả anh chị và các bạn một chủ đề mà tất cả các chị em có lẽ là rất quan tâm và ngóng chờ, đó chính là chủ đề về dạng da. Và các bạn biết rằng dạng da là một cái bệnh lý thường ảnh hưởng tới phụ nữ và những cái thanh thiếu niên đang ở tuổi dậy thi và những người à, tập thể hình đúng không ạ? Đó là một sự co giãn trong một khoảng thời gian ngắn thì những đối tượng đó hay gặp tình trạng giãn da và nhất là những bà bầu sau sinh và cái nỗi đau này, cái tính thẩm mỹ này khiến cho rất à, nhiều bà bầu sau khi sinh con xong thì nhiều khi không dám khoác lên mình bộ bikini để ra bãi biển nữa và họ tự ti với cái vóc dáng của họ, họ tự ti với cái vết dạng của họ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mời tới trường quay chị Trương Thanh Hà là CEO của Greenfield Spa là một chuỗi ở cái chăm sóc sở ba chăm sóc à, mẹ bầu sau sinh thì rất cảm ơn chị trương thanh hà đã nhận lời mời của chương trình và xin chị chia sẻ bản thân chị cũng là một phụ nữ cũng đã từng à, có lẽ là chị cũng đã từng bị dạng vậy thì đứng ngóc độ của một người bệnh nhân đi đứng ngóc độ của một người đã từng bị thì chị cảm nhận như thế nào về cái nỗi đau này của người phụ nữ lần đầu tiên thì cho hà xin được gửi lời chào bác sĩ nguyễn quỳnh ân và tất cả các khán giả đang theo đang theo dõi chuyên bây giờ và ở đây à, thực ra thì bản thân cá nhân tôi cũng là một phụ nữ đã sinh ba em bé và đương nhiên thì cảm nhận được rất rõ cái cơ thể cái sự thay đổi của cơ thể mình trong mỗi lần mang bầu và đương nhiên thì dạng chính là những cái vết sẹo ở trên cơ thể mình nếu mà nói về cái tính thẩm mỹ thì thực sự là những cái vết sẹo những cái vết dạng chằng chịt này thì vô cùng xấu đúng không ạ? Và ừ. nói rằng là chị em có mất tự tin không? Thì Bình thường thì cứ nói với nhau là cũng không sao đâu. Ừ. Nhưng về sự thật rằng là chỉ có bản thân chúng tôi mới hiểu được rằng là chúng tôi vô cùng mất tự tin, phải nói là vô cùng, vô cùng mất tự tin về cái những cái vết sẹo ở trên, ở trên cơ thể này. Và đặc biệt là gì ạ? Trong mỗi lần mà một là À, mình đi du lịch này có đúng không ạ? Hay là mặc những bộ quần áo mang tính chất thời trang một chút. Đặc biệt là đối với những cái vấn đề nó tế nhị hơn thì đương nhiên đó là những cái mà chúng tôi à, phải nói rằng là sao ạ? Vẫn luôn băn khoăn và luôn trăn trở rất là nhiều. Dạn da được biểu hiện bằng những đường sẹo thẳng trên da là kết quả của teo trung bì, đồng thời lớp thượng bì cũng bị bào mòn. Dạn da đỏ là giai đoạn sớm của dạn da, còn dạn da trắng là dạn da giai đoạn trưởng thành. Đây là tình trạng khá phổ biến, không phải vấn đề lớn về bệnh lý y khoa. Các vị trí thường bị dạn là vùng bụng, đùi, hông, ngực. Dạn da phổ biến xuất hiện từ 5 đến 50 tuổi, tỷ lệ 25 đến 35% gặp ở tuổi dậy thì, 77% ở giai đoạn mang thai. Dạn da gây ngứa, khó chịu, tuy không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý, đặc biệt là với phụ nữ vẫn được biết là chị cũng mở một cái chuỗi spa chăm sóc mẹ và bé và chị có thể chia sẻ dưới góc nhìn của một chủ spa hiện tại thì chị đang điều trị những phương pháp nào đối với những tình trạng giảm da như vậy. À, chính vì cá nhân mình khi mà trải qua tất cả những cái uh, nỗi đau lớn như vậy đúng không ạ bởi vì tận sinh tận ba ba em bé thì không thể nào mà nói là giữ được một cái cơ thể hay là một cái không thể bị dạ một một chút nào thì khi mà mình đưa những cái phương pháp dạ ra vào thì gần như là được nhận được sự đón nhận của đến gần như 100% khách hàng bởi vì đối tượng bên mình đó là các mẹ bầu và các mẹ mới sinh cho nên là các đối tượng khách hàng này gần như là hà biết rằng là cái việc họ quan tâm quá lớn quá lớn và đương nhiên thì ở trên uh, ở trên thị trường bây giờ thì hà biết rằng là có rất nhiều các phương pháp về điều trị dạng da khác nhau một là về laser hai là sử dụng một cái công cụ gọi là máy plasma đúng không ạ ừ. ba là tiêm ở phía bên hà thì chúng tôi đang sử dụng những phương pháp gọi là đơn giản nhất ừ. khá đơn giản thứ nhất là không gây đau đớn à. thứ hai là không phải kiêng nghỉ ừ. à, hay là gây một cái sự phiền toái gì sau khi điều trị ừ. và thứ ba là phù hợp với các đối tượng đó là gì ạ đang mang thai vẫn ừ. có thể sử dụng được và sau khi sinh thì cái liệu pháp này cực kỳ hiệu quả hiện tại thì uh, trong quá trình uh mang bầu thì bên cơ sở của chị chăm sóc như thế nào và sau quá trình mang bầu thì cơ sở của chị chăm sóc đối với những khách hàng mà có nguy cơ bị dạng như thế nào? À, thực ra thì đối với các mẹ bầu thì hà nói luôn là gì ạ? Tôi nói luôn rằng là trong cái quá trình họ đang mang thai ừ. thì nên phòng nên phòng luôn. Ừ. Tức là trong quá trình bạn đang mang thai thì nên chăm sóc cơ thể để cho da của mình luôn được giữ được cái độ ẩm tốt nhất độ ẩm tạo độ ẩm và tạo cái độ đàn hồi tốt nhất cho da của mình đừng để khi mà mình bị dạn rồi thì mình mới đi chữa bởi vì dạn da thì là vô cùng khó chữa cho nên các bà bầu thì nên chăm sóc luôn từ những cái thai kỳ đầu tiên và nên sử dụng những cái sản phẩm thiên nhiên an toàn và chăm sóc cơ thể để luôn giữ cho da được có một cái độ ẩm và độ đàn hồi thật là tốt còn đối với những cái phụ nữ mà đã sinh bé và đã bị dạn trong quá trình mang đang mang thai sau khi sinh thì chỉ có một lời khuyên duy nhất đối với mọi người đó là phải tìm một cái phương pháp phù hợp phù hợp ở đây về phương pháp điều trị về giá tiền đúng không ạ và đặc biệt là chỉ muốn nhắn với khách với khách hàng rằng là gì ạ Dạ thì không bao giờ có thể điều trị được hết 100% cho nên chúng ta đừng bao giờ đi tìm một cái gì đó là cam kết và mãi mãi xin cảm ơn tất cả những chia sẻ rất là hữu ích của chị Hà và quý vị các bạn thân mến thì Ân có thể tổng kết lại một số những kiến thức cơ bản về dạng da thì dạng da à, được chia làm hai thể đó là dạng trắng và dạng đỏ và trong khi đó dạng đỏ đó chính là cái dạng mới hay là những vết dạng mà thường à, phụ nữ sau khi sinh con thì họ sẽ gặp và việc điều trị hiện nay trên thế giới có rất nhiều cách chúng ta có thể à, sử dụng phương pháp à, bào da sử dụng phương pháp laser chúng ta sử dụng phương pháp peel hóa học chúng ta sử dụng các hoạt chất như isotretinoin hoặc chúng ta có thể sử dụng à, các phương pháp như lăn kim, sóng RF vân vân thì cho được kết quả nó không nhất quán và việc điều trị giảm da cho đến ngày hôm nay vẫn là một thách thức tức là chúng ta điều trị theo chiều hướng là cải thiện chứ không có một phương pháp nào cải thiện được 100% tình trạng giảm da quý vị và các bạn thân mến hy vọng những chia sẻ của Quỳnh Ngân cùng với khách mời chúng ta sẽ giúp ích được cho tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình này và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình này và chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp.